Mỹ cũng đã cáo buộc Nga thử tên lửa diệt vệ tinh uy hiếp trinh sát cơ Mỹ. Tướng John Raymond, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ cho biết, chúng tôi đã nắm được thông tin và đang theo dõi vụ thử tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất vào hôm 15 tháng 4. Đây là minh chứng cho thấy mối đe dọa nhắm vào các hệ thống không gian của Mỹ và đồng minh là rất thực tế, nghiêm trọng và ngày càng nguy hiểm. Thông tin được đưa ra chỉ vài tháng sau khi quan chức Mỹ cảnh báo Nga đang triển khai hai vệ tinh với quỹ đạo được thiết kế một cách thông minh, giúp chúng liên tục khóa chặt vệ tinh do thám Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga sau đó khẳng định Mỹ đang lấy cớ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian. Tuy nhiên, thì quân đội Nga vẫn chưa đưa ra cáo buộc mới nhất của Mỹ. Vũ khí diệt vệ tinh thông thường gồm các hệ thống laser mặt đất hoặc không gian có khả năng vô hiệu hóa cảm biến của vệ tinh do thám. Một phương án khác là vệ tinh được phóng lên và chờ trên quỹ đạo, sẵn sàng lao vào thiết bị không gian của đối phương để gây hư hại hoặc là phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, thì DAESAS là tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất và có khả năng hủy diệt vệ tinh đối phương trên quỹ đạo, sử dụng nguyên lý dẫn bắn và đánh chặn trong tự lá chắn tên lửa đạn đạo. Ấn Độ hồi tháng 3 năm 2019 cũng đã phóng thử thành công tên lửa DAESAS đánh trúng vệ tinh ở độ cao là 283 km. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, tức là DAA, năm ngoái cũng cảnh báo Nga có thể sớm hoàn thiện hệ thống tên lửa trên bệ phóng di động để diệt vệ tinh ở quỹ đạo thấp. Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ hôm nay cũng cáo buộc rằng tiêm kích Su-35S của Nga đe dọa an toàn khi áp sát, tạo luồng nhiễu động không khí trước trinh sát cơ là P-8A Poseidon của Mỹ trên Địa Trung Hải. Trong thông cáo có đoạn là phi công Nga có hành động uy hiếp an toàn, đe dọa tính mạng tổ lái Mỹ khi bay với tốc độ cao trong trạng thái lộn ngược ở cách mũi máy bay Mỹ chỉ là 7 mét. Ngũ giác đài cho rằng hành động của phi công tiêm kích Nga là thiếu trách nhiệm, kêu gọi Nga thực thi các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn theo thỏa thuận về phòng ngừa sự cố trên biển. Vào năm 1972, thông cáo cũng cho biết thêm máy bay Mỹ hoạt động theo luật pháp quốc tế và không gây hấn với Nga. Các hành động mất an toàn sẽ gây nguy cơ tính toán sai và dẫn tới khả năng chạm trên không. Đồng thời, kim kích Nga cũng bám đua chiếc P-8A trong 42 phút trước khi quay về căn cứ. Máy bay quân sự Nga và Mỹ từng nhiều lần chạm trán trên các khu vực giáp Nga nhưng không xảy ra sự cố. Washington đã cáo buộc là Moscow thường có hành động gây mất an toàn trong một số lần chạm mặt như để tiêm kích áp sát khoảng cách rất gần hoặc là bật chế độ tăng lực là cấp mặt máy bay Mỹ.